Galaxy S22 Series, camera mắt thần bóng đêm, chụp hết mình, sợ gì thử thách đêm. Em khổ quá, em không được ăn uống gì hết. Ủa vậy? Có em rửa chén, rửa thau, đâu có cho em ăn gì đâu. Ăn gì? Đâu có được ăn đâu. Tại sao? Khổ quá. Món gì? Bún riêu cua. Bún riêu cua. Bún riêu cua thiệt. Bún riêu cua. Em ăn bún gì? Em ăn bún chả nha. Bún chả kìa. Thấy chưa? Ủa sao? Anh với Tuấn ngồi bàn, anh nói là đừng để thằng em tôi ăn bún chả nha. Bởi vì nếu mà thực sự trong chương trình hôm nay mà bắt nấu á, là bún chả là chết em luôn á. Thiệt á hả? Là ủa ăn món gì nấu món đó hả? Anh đang đoán gì đó? Đoán nè. Hả? Chết rồi. Ngày sáng tôi ăn mì gói đi. Trời ơi. Anh ăn gì? Anh ăn bún ngang. Đừng ăn ngang kìa. Cũng ăn miếng chả miếng mà. Ê, bún riêu nó cũng khó lắm nha. Ôi. Chúng tôi đã tới rồi à. Vỗ tay đi à. Các bạn đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm, một nơi quá nổi tiếng của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của đất nước, đồng thời cũng là kinh đô ẩm thực nổi tiếng. Chuyến đi hôm nay có chủ đề là đi tìm công thức món bún đỉnh nhất. Thấy chưa? Đi tìm công thức có nghĩa là mình phải nấu. Thấy chưa? Món bún đỉnh nhất nữa. Dạ thôi vậy trả em lại cái nhà hàng nãy đi. Em chưa kịp hỏi, em lo ăn không à. Chưa hỏi à? Chết em rồi. Tiếp theo là chúng tôi làm gì rồi? Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Wow. Ngày hôm nay. Ôi trời ơi. Ở Việt Nam mà văn hóa. Trộm. Gọi điều báo công an nhanh. Không có điện thoại. Không có điện thoại, tôi cũng không có. Gọi báo công an, ông là trộm nhanh. Thằng. Nàng Puka. Ơi, ai ơi. Tại sao gọi? Ơi, ai ơi. Hồi trẻ cháu đến đây để làm cái gì? Vì hôm nay. Ở Việt Nam mà văn hóa. Ôi trời ơi. Thôi đi về. Dạ thôi. Đáng luôn rồi đó. Ôi. Trời ơi. Ở về Hiếu ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn mọi người. Anh biết nấu bún riêu không? Vui quá. Cảm ơn mọi người. Anh biết nấu bún riêu không? Anh biết nấu bún riêu không? Anh muốn đậu hay hỏi bún riêu? Mới sáng sớm thằng này. Sáng anh vừa ăn bún đậu này. Ủa, anh ăn bún gì? Em ăn bún đậu ạ. Anh biết nấu ăn đậu rồi em. Ơi anh không. Ủa khoa sáng này ăn gì? Bún ốc anh ạ. Đây nha. Một tô bún ốc các bác nha. Ui giời ơi. Mỗi lần ra Hà Nội là bún ốc, bún ngan rồi nói chung là bún chả đấy. Bún đậu mắm tôm nữa là những món gọi là nó đi sâu ở trong con tim mình rồi. Thôi, bây giờ em xin phép này. Ăn bún các bác nhá. Nhưng mà không biết là hôm nay chương trình cực khổ cỡ nào, nhưng mà buổi sáng sớm cho ăn một tô bún ốc như thế này nè. Cỡ nào cũng chơi được hết ạ. Mình ở Hà Nội đến bây giờ là cũng được 20 năm rồi. À đâu. Mình ở Hà Nội đến giờ này là cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà đầu tiên trong cuộc đời buổi sáng lại được ăn bún đậu mắm tôm. Nhưng mà không sao, buổi sáng được thưởng thức bún đậu mắm tôm rất hay. Chị cho khách mời chào đi chị, em chưa biết hai bạn này luôn á. Ôi anh mới phát được mấy số thôi mà sao anh trở mặt nhanh như thế chứ. Chứ gì nữa. Khóa. Sao vậy ba? Ý là anh thấy em vô bị mờ nhạt quá. Vậy bây giờ phải chào trời, nè. Khách mời tới mình chê. Vậy bây giờ phải trời, chào nè. Khách mời tới mình chê, khách mời mờ nhạt. Chê mấy cái mờ nhạt. Thôi thì thật sự thì anh Lâm thì bây giờ anh cũng ở một cái vị trí khác rồi. Anh nói Khoa mờ nhạt thì thôi Khoa cũng chào mọi người. Dạ em xin tự giới thiệu, em là một diễn viên cũng mới bước vào nghề được một thời gian Không được như anh Lâm. Dạ không được như anh Lâm, không được có mặt mà. Vậy em không muốn thì em cũng hơi nhạt một chút xíu, nhưng em cũng tên là Mạc Văn Khoa. Hy vọng được mọi người yêu thương và xin lỗi anh Lâm đi. Xin lỗi anh Lâm là em vào anh mặt nhạt xíu quá.
đã em nhận lời với nhỏ quá. Dạ, em còn cũng... bạn là bạn là ai vậy? Dạ em cũng xin lỗi anh Lâm ạ. À. Dạ em cũng là diễn viên trẻ mới vào nghề ạ. Ừ. Em tên là Đỗ Duy Nam ạ. Ừ. Vâng, em ở đây rất là mong anh có gì anh cân nhắc giúp đỡ. Dạ vâng. Được, tôi sẽ giúp đỡ hai bạn. Ủa nhưng mà anh Nam, ý là ở ngoài này mới là địa bàn của anh em mình, mà sao anh Lâm ra mà giống như là quê anh ở đây ấy nhỉ? Ủa là quê đây hả? Vâng, vâng. Em đá đi. Kinder Mocho mới. Đói đói rồi, Mocho thôi. Trong cuộc đua đi tìm công thức món bún đỉnh nhất, các thành viên sẽ chia thành hai đội. Các bạn sẽ đến địa điểm tương ứng với những món bún mình đã ăn và thực hiện nhiệm vụ. Nếu thực hiện nhiệm vụ thành công, các bạn sẽ nhận được những nguyên liệu tương ứng để nấu ăn. Các bạn sẽ nấu một món bún dựa trên những nguyên liệu mà mình đã mang về. Đội nào nấu được món bún đỉnh nhất, được đánh giá cao nhất sẽ giành chiến thắng. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành chia đội. Vì cuộc đua hôm nay liên quan đến món bún, nên hãy để bún quyết định. Thành viên nào gấp được sợi bún dài hơn sẽ có quyền chọn thành viên cho đội mình trước. Gấp sợi bún dài nhất à? Khoa thì có kinh nghiệm bún đậu rồi. Em là bún miếng, bún bìa, còn này bún sợi. Đó. Anh gấp trước đi anh. Bới lên được nha, thải một cục lên cái là hai cộng. Hay quá anh ơi. Đó dài đó Nam ơi. Đức anh ơi. Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt ở đây. Kéo này về đây. Xong rồi dứt ở đây, xong kéo qua đây, dứt ở đây. Còn dứt vậy là đứt là chết luôn á. Ơi, Rớt luôn rồi. Đây rồi. Thôi em xin phép anh Nam nhá. Ủa người ta có hai đốt bốn tay mà em còn chơi gì nữa Khoa? Đây thưa mọi người. Chưa được hai đốt con tay mọi người á. Biết rồi. Chứ vì hai đốt rồi mới phải cẩn thận anh chứ. Thua hai đốt nó nhục lắm. Chưa được hai đốt con tay mọi người á. Biết rồi. Anh ơi có hai nấc thôi mà. Trời ơi. Anh ơi có hai nấc thôi mà. Nói chung là người sao thì hàng nó vậy thôi. Chiều cao đấy. Ai thắng à? Rồi, bây giờ được chọn từng người về đội của mình. Khoa chọn anh đi Khoa. Chọn em. Em nên Khoa. Chọn em. Chọn anh đi. Khoa chọn anh đi Khoa. Chọn em. Em nên Khoa. Chọn em. Em ở nhạt lắm, em thấp, em mặn, em mặn. Chọn em. Anh thấy em có giá trị chưa? Giá trị em đẹp mà. Hồi nãy mới nói em ở nhạt xong. Hồi nãy mới nói vào mờ nhạt. Lần này em mắc cười lắm. Vào còn không nhớ tên em mà. Cười sao đây cười ấy, cười đấy. Cười sao đấy? Bây giờ em nói một câu anh cười thử nhá. Ok. Anh cười thử nhá. Ok. Hồi nãy mới nói mở nhạt xong. Trời ơi. Em chọn rít anh ạ. Em chọn rít ạ. Chết liền. Em nấu ăn được đấy. Được không? Được. Tiếp nào. Ôi thật sự thì nếu mà em chọn anh Giang thì nó lợi thế quá. Thôi em chọn anh không là thế nào, cái món này khó lắm. Không anh là cao thang rồi. Em muốn được đối đầu với anh. Ok. Rất dũng cảm hả? Làm đầu tiên. Anh Huy à? Ông chọn được Giang. Trời ơi. Em chọn đúng người rồi đó. Dạ. Em muốn có sự khó khăn thử thách ha. Mấy anh em cùng nhau trải nghiệm. Anh nấu được lắm. Chứ còn thắng thua quan trọng gì? Quan trọng lắm. Mà sao mặt nhăn nhó vậy? Phải vui lên. Thắng thua quan trọng gì?
Thì bây giờ Khoa chọn hai người rồi, bây giờ em chọn đi Nam. Em chọn là... Nè coi bây giờ còn bốn người nè. Ở em thì em gừng càng già càng cay, em cứ chọn anh Giang cái đó. Đừng có giỡn. Em cứ chọn anh Giang cái đó. Thử thách này là tập tạ không đó. Rồi tập tạ là phải tập tạ. Hai đứa qua em đây, còn ba đứa mình thôi đó. Như hàng ế, hàng dạt đó, hàng dạt đó. Em được chọn tiếp à? Em được chọn tiếp à? Mời bạn vào đây xem có gì nào, có gì nào. Đây bây giờ là em cứ là chọn... Mời bạn vào đây xem có gì nào, có gì nào. Anh Lâm. Đấy, to khỏe, thế là sao chọn đó luôn, đẩy tao qua đây. Thiệt tình luôn á. Qua cho có hình cho cái dẻ luôn vậy nha. Không, thì ta chọn là vui rồi. Hình mà sâu sắc về nấu ăn thì em cũng phải cần một người. Không, anh nghĩ là Hiếu có nhiều cái hay lắm. Thôi, đừng chọn em. Hiếu. Em thấy đòi anh thấy xa xao á. Bình thường. Đòi anh thấy xa xao á. Em chọn có quyền, em có quyền chọn. Hiếu. Thôi, em không tin vô tài năng nấu ăn đâu. Hôm bữa thì hay lắm là ăn một lần rồi. Hiếu hay lắm. Thấy quả mà hả? Thấy quả mà hả? Dạ. Hay lắm mày. Vô hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi anh tiếp xúc. Hiếu hay lắm. Dạ. Hay lắm mày. Vô hay đấy. Là anh chơi nhiều rồi anh tiếp xúc. Đúng rồi. Em chọn anh. Em chọn anh Tuấn ạ. Em chọn anh Tuấn. Em không tin anh. Em chọn anh Tuấn ạ. Em chọn anh Tuấn. Em không tin anh. Ủa, không vui gì hết trơn vậy? Mình lụm đứa mới đẻ về chi vậy anh? Vẫn không nuôi dưỡng cho nó bú nữa. Đâu có, bây giờ là đi hành trình mình là đi tìm nguyên liệu. Bây giờ là không có nguyên liệu thì em có em nè, em là thịt. Ủa, tụi anh lắm. Quá trời. Như vậy, chúng ta đã xác lập đội xong. Chúng ta sẽ chơi thêm một trò để chọn phương tiện di chuyển. Quan trọng nha mọi người. Quan trọng nha anh ơi. Hai phương tiện di chuyển có ngoại thất giống nhau. Tuy nhiên, chỉ một xe có hệ thống máy lạnh xịn sò và một xe có hệ thống làm mát từ thiên nhiên. Sáng ăn gì mà đi cùng vậy?